Ngày 10 tháng 11, Guardian đưa tin khoảng 15% số nhân viên y tế được theo dõi trong làn sóng lây nhiễm đầu tiên ở London, Anh, có thể từng bị SARS-CoV-2 xâm nhập, nhưng tế bào T trong hệ miễn dịch của họ đã loại bỏ virus từ sớm, dẫn tới kết quả âm tính với xét nghiệm PCR và xét nghiệm kháng thể. Tế bào T là dạng tế bào đóng vai trò trung tâm trong việc xác định và loại bỏ những kẻ xâm nhập vào cơ thể. Cụ thể, nghiên cứu trên theo dõi sát sao nhân viên y tế để ghi nhận các dấu hiệu lây nhiễm và phản ứng miễn dịch trong làn sóng dịch đầu tiên ở London. Dù rủi ro phơi nhiễm cao, 58 nhân viên y tế chưa từng xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong thời gian diễn ra nghiên cứu. Tuy nhiên, mẫu máu của những người này cho thấy cơ thể họ có sự gia tăng số tế bào T có phản ứng trước COVID-19 cao hơn các mẫu được lấy từ trước khi đại dịch hoành hành và các mẫu của người khác chưa từng phơi nhiễm nCoV. Kết quả này cho thấy, do từng mắc các loại virus corona gây ra cảm cúm thông thường, một bộ phận trong cộng đồng đã có tế bào nhớ T từ trước đại dịch. Điều này đã bảo vệ họ trước COVID-19. Những tế bào miễn dịch này sẽ đánh hơi protein trong bộ máy tái tạo, bộ phận mà SARS-CoV-2 có chung với các loại virus corona khác. Ở một số người, phản ứng này đủ nhanh và mạnh để tiêu diệt virus từ giai đoạn đầu. Phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt vì phản ứng miễn dịch của tế bào T thường sẽ kéo dài trong nhiều năm. Hơn nữa, bộ máy tái tạo của virus mà tế bào T nhắm tới thường được bảo toàn ở các loại virus corona khác nhau. Điều này có nghĩa vaccine tập trung vào bộ máy tái tạo của virus nhiều khả năng sẽ bảo vệ trước biến chủng mới, thậm chí là mầm bệnh mới. Trong khi đó, gần như mọi vaccine COVID-19 hiện tại đều tập trung vào tăng cường kháng thể để chống lại protein gai của SARS-CoV-2. Những kháng thể vô hiệu hóa này có hiệu quả bảo vệ rất tốt trước COVID-19 thể nặng, nhưng cường độ bảo vệ giảm dần theo thời gian. Ngoài ra, phần protein gai của virus có khả năng đột biến, từ đó làm giảm tác dụng vaccine.